Hello, xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay mình ra vườn rau đằng sau nhà của mình. Trước tiên hết á là mình thấy bụi rau quế. Nhìn thấy bụi rau quế xanh rờn, nhìn thấy mê quá chừng mê luôn. Mình lại quay video để chia sẻ đến các bạn. Mà một điều đặc biệt về cây rau quế này á là cái cây này á mình không có trồng. Nhà mình á đã có 3 bụi rau quế rồi. 3 bụi rất là to tùm lắm nên mình không có trồng nữa. Mà cái cây rau quế này á là tự mọc lên ở ngay cái kẽ xi măng á mà tươi tốt như vậy nè. Đây là cái nụ của hoa đậu bắp. Không hiểu sao nha, cây đậu bắp á, lúc nào cũng có kiến hết á. Chắc có lẽ vì đậu bắp trái ngọt cho nên nó kiến thích bu vào. Các bạn để ý nha, cây đậu bắp nhà mình á, lúc nào mà mình quay video là cũng có kiến hết trơn á. Mà cái chùm này nè, chi chít nhau 5-6 trái luôn. Nhìn thấy mê quá chừng. Đó, những cái hoa, những cái nụ, những trái mới kết nhỏ xíu, nhìn thấy dễ thương. Mà như mình nói á, cành nào cũng toàn kiến không à. Mà kiến á, chỉ thích bu cái cây đậu bắp thôi nha. Rồi, bây giờ đi qua bên này. Đó, lá lốt. Còn đây là bồ ngót, nằm san sát nhau luôn. Mà lá lốt nhà mình á tươi non mơn mởn xanh rờn nhiều lắm. Mỗi lần ra vườn á nhìn lá lốt á thì ông xã mình cứ hay nói phải mua thịt bò về để làm bò cúng lá lốt thôi, chứ lá lốt nhà nhiều quá rồi. Nhìn lá lốt xanh tươi, nhìn thấy mê lắm các bạn ơi. Muốn bò cuốn lá lốt cũng có, rồi bò cuốn lá nho cũng có luôn. Vì nhà mình có cây nho nữa. Lá nho bây giờ cũng tùm quá chừng luôn. Các bạn biết không, mỗi lần mà mình ra đằng sau vườn nhà mình á, nhìn thấy rau, cây cối xanh tươi mơn mởn á, thì mình thấy mê, thấy ham, thấy thích lắm. Cho nên cứ hay quay video để chia sẻ cùng với các bạn. Cứ nhìn thấy cây có hoa, cây kết trái là tự nhiên trong lòng mình cảm thấy rất là vui. Mỗi ngày đi làm về thì như các bạn biết á, ai cũng vậy hết. Đi làm về thì mình cảm thấy mệt mỏi đúng không? Mà ra đằng sau vườn nhà mình á, nhìn thấy cây cối xanh tươi, cây có hoa, có trái thì tự nhiên trong lòng mình á cảm thấy vui, cảm thấy nhẹ nhõm một chút xíu nào. Thì vườn rau đằng sau nhà của mình á cũng giống như là một cái gì đó để giúp cho mình xả stress. Nhìn từng một cái hoa kết thành một cái trái, mà cái trái khi còn bé xíu, xiu xiu rồi lớn dần dần lên thì tự nhiên trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào. Cho nên mình cứ hay thích ra vườn rau đằng sau nhà của mình quay video làm vậy á. Wow, chùm nho nhà mình nè. Trái nho to quá chừng luôn. To ơi là to luôn. Chùm nho nhà mình trái to ơi là to. Các bạn thấy nha, ngón tay của mình nè. Đó. Để sát trái nho to vậy nè. Các bạn biết sao nó to vậy không? Tại vì mấy hôm nay trời mưa quá chừng mưa luôn. Mưa nhiều lắm. Mà mưa thì sau khi mà trời mưa thì nước mưa làm cho cây cối xanh tươi,
Nhà mình chỗ nào cũng xanh rờn à. Rồi mình đi ra đây, trời ơi, trái nho nó to ơi là to luôn, nhìn thấy mê luôn á. Có nhiều bạn hỏi mình á là sao không hái trái rồi ăn ở trong vườn luôn. Thì hôm nay sẵn ở đây thì mình hái nho mình ăn ở trong vườn luôn nha. Trái này đi ha, trái này là to nhất luôn, hình như là to nhất luôn trong chùm này á. Hái trái này nha. À, to thù lù. To. To quá chừng to luôn. Nó to ơi là to. Ngọt. Ngọt ơi là ngọt luôn. Nước mưa rất là tốt cho cây. Cách đây 1-2 năm, lúc mà mình chở con trai mình đi học Lego á, lúc đó mình có gặp một cặp vợ chồng. Hai người đó cũng lớn tuổi rồi, cũng khoảng 70 tuổi rồi, thì chở cháu ngoại đi học Lego. Thì ngồi ở đó đợi á, thì nói chuyện chung với mình luôn. Thì hai người đó là hồi xưa là ở tiểu bang Nebraska, rồi mới dọn qua bên Arizona cách đây cũng 20 mấy năm rồi. Thì hai vợ chồng đó mới lúc đó ngồi nói chuyện nói với mình á, là ở bên Nebraska đó là hai vợ chồng đó có một cái nông trại to lắm. Rồi người vợ nói với mình á, là ở Arizona nè trồng cây cối rất tốt, nhưng mà ở bên mình á, thì rất ít khi mưa, cho nên mỗi lần mà trời mưa á, thì hai vợ chồng đó hả mang thùng á, ra hứng nước mưa rất là nhiều, tại vì nước mưa rất tốt cho cây cối. Nước mưa là không có khoáng chất, không có chemical gì hết á. Cho nên là hai vợ chồng đã nói với mình á, cứ để ý đi, mỗi lần mà trời mưa xong á là cây cối tươi tốt xanh rờn luôn. Thì mình thấy đúng thiệt, như mấy hôm nay là trời mưa quá chừng mưa luôn, rồi á vườn rau nhà mình nó xanh rờn mà hả tươi tốt lắm kìa. Nho mình ra mình thấy trời to ơi là to luôn. Wow, trái nho ngọt quá. Hái thêm trái nữa nha. Trái nào đây? Trái này đi ha. Trái này nằm ngay dưới đây nè. À, to quá chừng to luôn. Ngọt chút xì. Mọng nước. Ngọt quá chừng luôn. Hồi trước giờ mình trồng á, lần này là to nhất luôn á. Ở Arizona ít khi mưa lắm. Bên này là sa mạc mà cho nên mưa ít lắm. Mà mỗi lần mưa mà mưa dầm dề như vậy á, trời ơi, cây cối tốt, tươi quá chừng luôn. Và nho nhà mình là xanh rờn à. Rồi những bụi rau cũng vậy nữa. Ăn hai trái rồi, nhưng mà ăn xong á, thì lại muốn ăn thêm nữa. Chắc là ngồi đây một hồi á, là mình hái rụng hết nguyên cái chùm này luôn, ăn hết nguyên chùm này luôn á. Đây, thêm một trái nữa to. Đó, hai ngón tay hai bên nè. Nhìn thấy to như vậy nè. To thù lù luôn á. To giống như là trái bằng trái chanh của Mễ, trái key lime, hay là bằng trái táo của Việt Nam mà trái táo xanh á. Đó, to giống vậy luôn nè. Mấy hôm nay mưa gió quá chừng luôn, mình không có ra ngoài này. Bây giờ ra hả, trời ơi, xanh rờn. Mà những loại rau khác á, mình có một cây rau quế nha, là tự mọc lên giữa đường thôi, mà còn nhỏ xíu à. Mình nói là để mình chiết ra cái chậu nhỏ để mình mang sang nhà mẹ mình, mà mấy hôm nay chưa ra chưa chiết gì hết trơn á. Bây giờ là nó to thù lù luôn rồi. Lá lốt nè, đó các bạn thấy không, lá lốt xanh rờn luôn, xanh mà nhìn thấy mướt thì mê quá chừng. Đây, đó, cái lá lốt nè.
so với bàn tay mình nè, to hơn bàn tay mình luôn. Để bàn tay mình dưới này đi, đó, nó to hơn bàn tay mình luôn. Rồi lá nho nữa nè. Giờ là mua thịt bò về cuốn bò cuốn lá nho cũng có, bò cuốn lá lốt cũng có luôn. Rồi. Ơi, ngồi đây chắc là sẽ ăn hết cái chùm này á. Thôi đó, chắc để mình cắt vào đi. Chứ không thôi đây là ăn hết cái chùm này á. Trời, bây giờ cắt cái chùm này đi. Nãy giờ ăn gần hết chùm luôn rồi. Chùm nho luôn nè. Máy bay à, để mình chụp tấm hình đã nha. Kế bên giàn nho của mình á, là mình có cây bồ ngót. Cây bồ ngót của mình á, thì nằm kế cây lựu. Cho nên á, là cái cành của cây này á, nằm chen qua cái cây bên kia. Cây lựu là nằm tuốt bên kia nha. Mà những cái nhánh cao cao này nè, có những trái non mới kế thành á, thì nằm rú qua bên này luôn, toàn ten sang bên này. Đó, các bạn thấy không? Cái cây nằm bên kia đó nha, mà cái cành á, thì đung đưa bên này. Rồi cũng tội nghiệp cây bồ ngót lắm. Phía bên này á, thì có giàn nho, mà mấy nhánh của giàn nho cũng lấn qua bên bồ ngót này luôn. Đó, các bạn thấy không? Lấn qua lấn lại vậy đó. Vậy nha, mà bồ ngót vẫn tươi xanh, vẫn phát triển rất tốt, cao to. Đây nha, các bạn thấy nha, cành của cây lựu nè đụng với cành của cây nho ngay ở phía trên của bụi bồ ngót. Hay ghê không? Giống như là bụi bồ ngót là cái cầu ở giữa để cho cây lựu với cây nho nối tay với nhau vậy đó. Xong rồi thì tự nhiên mình nghĩ cái cây bồ ngót giống như là cái cầu ô thước, còn cây lựu thì giống như ngưu lang, còn giàn nho thì giống như chức nữ. Thì cái cầu ô thước là cái cây bồ ngót ở giữa để cho ngưu lang chức nữ gặp nhau vậy đó, cho cây lựu với cây nho gặp nhau đây nè. Đó, rõ ràng coi không? Nhánh của cây lựu nè, nhánh của cây nho nè, giống như hai cành này đang nắm tay với nhau vậy đó. Bên này len lỏi sang bên kia len lỏi sang bên này. Tội nghiệp là có cái cây bồ ngót tự nhiên trở thành cái cầu ô thước à ha. Nhưng mà cũng không sao, cây bồ ngót vẫn phát triển tươi tốt mà. Mặc dù cây nho lấn sang, cây lựu lấn lại, mà cây bồ ngót vẫn phát triển tươi tốt ở giữa thôi, cho nên cũng không có sao hết. Hôm nay ra vườn đằng sau nhà của mình, thấy giàn nho, cây lựu với cây bồ ngót, tự nhiên mình liên tưởng đến câu chuyện ngưu lang chức nữ và cái cầu ô thước. Các bạn thấy mình mắc cười ghê không? Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.